Chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay shop Đại Phú xin giới thiệu một cái mẫu loa kéo ha. Thì đây cũng đang review cho khách hàng ha. Ok, kết nối sẵn với một cặp mic toàn số ô mã nhôm ha. Rồi. Quay sơ vào cái nội thất bên trong cái băng mạch này xíu ha. Rồi, chiếc công suất nằm phía dưới ha. Thì liền trên một bo. Linh kiện này chi chít luôn ha. Rồi với những cái bo này quýnh cháy có sửa được không ha, sửa water ha. Ok. Rồi đang test với một cái bình ác quy ha. Thì khi mua sản phẩm này shop sẽ kèm một cái remote và một cái adapter 12V để mình sạc lên. Muốn chạy bằng điện 220 thì mình trang bị thêm cái adapter dòng cao hơn, cái nguồn tôm chẳng hạn. Đang test trên cái thùng loa 3 tấc ha. Còn thùng loa này mình đang đóng dạng loa kéo ha. Loa 3 tấc sử dụng 3 loa bass chung kết. Đây loa chép ha. Loa chép thì nếu mà đóng theo yêu cầu thì mình có thể kêu mình đóng mẫu tròn cũng được. Hai mẫu, sắp hai mẫu vuông, mẫu tròn. Đây loa mid, loa bass. Bát này là một cái mẫu mới của mình sắp ha. Mang vải, gân vải, tiếng cho tiếng sáng hơn. Rồi, mình quay sơ về bên sau chút xíu của cái thùng ha. Cái thùng đóng vỏ dày chắc chắn ha. Sơn đen, sơn sòn. Rồi, có vát gốc, vát cạnh. Có vát cạnh nhìn trong nó thon gọn đẹp ha. Đó, còn khách hàng muốn đóng theo cái yêu cầu của mình thì có thể phát họ mẫu ra giấy thì shop đóng theo đúng cái chính xác theo yêu cầu thẩm mỹ luôn. Rồi thì khi đóng thực tế thì mình sẽ có một cái lưới sắt ở trước và để bảo vệ cái lò này ha. Còn đây mình test sản phẩm thì mình không có gắn vào. Ok. Rồi, mình sẽ test qua về sản phẩm này ha. Tiên thì mình sẽ test tiếng micro trước. Rồi. Bật lên. Rồi, đèn sáng ha. Đèn trên mình thu sáng. Rồi, cái bộ ở cái mặt lo kéo này thì cái tiếng echo tốt đó. Tiếng nó nhẹ và nhạy tốt. Nên mình thử lại lần nữa này ha. Thì mình đang cảm cái tiếng nó hơi nhẹ xíu đó. Thực ra tiếng nó rất ok. Nên thử lại lần nữa. Tiếng tốt lắm. Rồi mình test qua về phần nhạc ha. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tường mái siêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may xa có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, hồi lá hồi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường có khắc hàng tên, hoa leo phủ phàng sáng kín, tiếng ve su nghe người buồn tìm. Bạn cũ xa rồi
có người về đất buông xuôi, năm ba đứa sang phương trời, hai đứa chờ đâu quân năm tới. Mẹ ơi hát gì dịu nhạt lắm ly, khóc người bên biển sơn khê, có nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thay đó trường đây bạn lưu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, ban trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Ok, mình test lại chiếc micro xíu nữa, mình kết thúc video tại đây ha. Một hai ba 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 ba